Đó, dì ba ngồi bên đầu con hẻm 567 đó các bạn. Vừa quẹo vô con hẻm 567 đường Nguyễn Trãi là sẽ thấy mâm cua của dì ba, rất là ngon. Mâm cua dì ba mới dọn ra luôn hả các bạn. Thấy cua to ngon mà. Chất lượng. Rồi để rửa cho con tất cả nhiêu con. Này cua dì ba đây. To con là to thì ba lấy con coi vậy con. Nó là bao nhiêu lạng vậy ba? Hai lạng à. Con có ăn á, con đạp dây rồi con ngồi ăn cho ta thèm. Mâm mấy chà mấy mâm thôi. Dì ba, cua này là dì ba đã chế biến ra rồi hả dì ba? Hả? Cua này là dì ba chế biến ra rồi đúng không? Luộc hay là hấp rồi hả dì ba? À, cua này dì ba lấy ở đâu lên dì ba hả? Lấy ở dừa. Dừa là chủ yếu là Cà Mau. Ai có ủng hộ thì lên hẻm 567 mua ủng hộ dì ba. Một ký thì dì bán khoảng 600 ngàn. 500 tùy theo cua. Thì 600, dạ. Cua thịt 500. Dì ba hồi xưa giờ bán mấy chục năm rồi dì ba? 33 năm. Là gì bán một chỗ này hay là gì có di chuyển không? Hồi đó thì bán nhiều chỗ, Sài Gòn, Chợ Lớn. Là bán cũng ngồi vậy mâm vậy thôi hả gì ba? Có mâm mà, còn bây giờ thì ngồi ở đây không? Dạ. Dì ba rất là hiền hậu, bán ai mua thì ủng hộ thế dì ba, một con cũng tầm 3 lạng đến 4 lạng hả dì ba ha? Ba biết gì ba? Cua thịt là cua nào, hoặc cua gạch là cua nào vậy ba? Thì ba chỉ cho coi hả? Đây là cua gì vậy ba? Cua gạch. Cua gạch là nó có... Cái cho. Còn đây là cua này là cua gạch nè. Cua gạch rồi. Còn đây là cua thịt. Cua thịt. Phải không? Thịt đe của này gạch nè. Ở trên là gạch, ở dưới là thịt hả? Dạ. Đó là cách phân biệt của dì ba ha. Phải không? Dạ. Cảm ơn dì ba.
Gòn còn lúc bạn còn nhỏ đó. Là bán chỗ nào vậy ba? Hả? Lúc đó là bán chỗ nào? Còn nhỏ đi bán dạo, cầm lúc đó đó. À, cầm mâm đi bán hả vậy ba? Lớn tuổi đi ăn hậu. Dạ. Lúc đó hả, đi dữ lắm. Ở đây mà cũng mua lên tới chợ chợ gì? Bến Thành. An Đông. An Đông rồi đi dòng đường chỗ cái bằng chợ vậy nè, chợ Nguyễn Duy Vương vậy đó. Dạ. Giờ đi hết nổi thì bưng đi chứ bà mệt. Đó cái con nhỏ này là con cua đó. Rồi lúc má nó có bầu á, nó đó cua cho tới ngày đẻ luôn. Đẻ rồi tới chừng nó lớn lên, cỡ chừng 5 6 tuổi nó cũng đoạn cua. Dạ. Chị lại mua ký mấy à? Thấy không? Dạ. Nó ăn cua nhỏ lớn rồi. Ăn cua từ trong bụng mẹ ăn ra. Khách hồi xưa giờ dì ba bán á, khách mua một lần bao nhiêu là nhiều nhất? Có khi tôi mua 5-6 kg. 5-6 kg luôn hả? Mua một xe vô vô nè, hôm kia thằng đó lại mua 4 kg, nó tính mua 5 kg mà ta lấy hết, nó chia lợi cho ta. À, nó chia lợi cho người ta. Dạ. Nó mua 6 kg mà nó chia lợi cho người ta, còn nó còn có 4 kg. Rồi bán thì chưa hồi bến, có khi thì 5 kg, đi 3 kg rồi ta mua cái mâm cua này á, chỉ cần 2-3 người lấy là hết. Dạ. Ngày nay là dì ba bán mấy ký cua đây dì ba? Có khi 10 kg, 12 kg, có khi 15 kg. Một cái mâm cua, một cái mâm đầy là dì ba thường bỏ bao nhiêu ký gì đó? Mâm cua đầy là phải 10-15 kg đầy vung lên luôn. Dạ. Là ta từ cây rồi đó, cây bây 10 kg còn 5 kg dây, 5 kg là dây nhá. Dạ. Mua dây bự giờ thấy bỏ thành cái mất số ký dữ lắm, mất tới 10 kg, mất tới 5 kg dây. 5 kg dây. Bữa nào cũng vậy đó, bữa nào mà cua mà nó có dây ít á thì cũng có lợi nhiều. Dạ. Dây mà bự quá cũng có lợi nhiều. Dây cọt cua hả gì ba? Ừ. Dây đó lần thường người ta bỏ là dây gì vậy ba hả? Dây ni lông á, ở trong ở ngoài là dây ni lông bự, còn ở trong dây giải là 2 dây luôn. Dì ba bán là được 33 năm. Hồi xưa là mình bán trong chợ Bến Thành này dì ba, rồi chợ An Đông, rồi ở đâu nữa dì ba? Chợ Bến Thành, Bùi Viện, chợ là hồi xưa lúc mà dì ba còn mạnh khỏe rồi ba đi á, thì đi những cái đó. Lúc đó là 4 năm được bàn đó, 4 mấy năm xưa. Dạ. Đi các thứ. Những cái lúc mà khách hàng ăn cua của mình á, nói là như là không ngon hay là không á, là dì ba ngon bù lại. Dạ, bù lại luôn. Dì ba rất là phóng khoáng, bán rất là chắn lược. Chứ còn những cái thứ, những cái mà cua dở thì ba không bán. Bữa nào mà bán cua mà ngon ha, ba mừng. Cua ngon mà ta ăn mà khen thì ba mừng. Sợ nhiều khi cứ ta chơi. Dạ. Ta mua mắt mà ta chơi nên là mình thấy ngộn nha. Thì ba lấy cua về là gì ba chuẩn bị sáng sớm này ba? Lấy về á, bắt đầu về đâm cua. Đâm xong vỏ cho trong cái thao á, cho nó chết. Chết thì bắt đầu mình phải rửa. Cái mình đánh dầu lên, dầu cho nó bóng bóng xíu này, cái mới đẹp. Dạ. Chứ đâu phải là mình luộc rồi mình nắp vô mình đâm đổ ra bán liền, đâu có đâu. Phải chui cho sạch sẽ mới làm được. Cái này có gạch điều nè, gạch điều á, chứ không phải gạch to. Còn hai con. Có
vô luôn đi. Rồi. Cái ngon ngon nè. Ok. Ba ha. Hả? Con ở đâu rồi? Dạ dì ba hả? Không, con của dì ba. Nó chết rồi. À là con mình dì ba tới hả?
ba đã 70 tuổi rồi mà vẫn còn bán mâm cua để mưu sinh. Cua thì ba lâu chưa chị? Mấy năm rồi. À chị ăn chị thấy cua ở đây sao? Ngon lắm hả? Vậy hả? Chị thấy giá được không? Giá ở đây được không vậy? Ba bán nào giờ rẻ rồi. Rẻ mỗi mấy chục năm gì đó là chị mỗi của chị ba luôn hả? Mỗi lần mua là ăn hoài à, tại vì giờ hồi đó còn nhỏ rồi lớn rồi không mua. Hồi mấy tuổi giờ ba mỗi lần đi mua là mua 1 ký về nhà ăn đó hả chị? Ăn ở trong chợ hồi xưa chị ba hay bán trong chợ thành á. À. Ngồi đây bán hồi giờ. À, anh là anh đứng đợi trước xong rồi dì ba tới anh mới mua đúng không anh? Mấy tới giờ? Giờ 11 giờ mấy tới giờ? À, giờ 12 giờ rưỡi dì ba mới ra. Có không? Có không? Không. Không. Ký cho đến 2 ký các bạn. Đấy rồi. Đâu cái con này con có thử nhiều. Ok. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Mâm cua ở đây ngon quá mình cũng mua thử một con các bạn mình ăn tại chỗ luôn. À, dì ba sẽ là người lột cua ra giùm mình. Ta sẽ làm muối chấm cho mình luôn các bạn. Con lột hay là ai lột? Ba lột con đi bạn. Đó, thì ba làm muối chấm cho mình luôn các bạn. Bao nhiêu ký gì bà? Bao nhiêu lạng á? Cái này cũng được có lạng nè, nó chặt luôn rồi. Dạ. Hai lạng chú quên. À hai lạng. Thì ba sẽ lột cho mình ăn tại chỗ luôn nha các bạn. Thì ba lột rất là dư liệu. Như vậy là ăn thôi hả chị ba? À ăn. Đây chị ba đã lột xong một con cua cho mình đó các bạn. Cua này hai lạng. Nó cũng to rồi, thịt khá là chắc.